cho tất cả mọi người, mình xin các bạn 2 phút để có thể là mở thử vận may trên shop gthu.vn của mình. Hiện tại thì thử vận may ngày hôm nay mình sẽ lựa chọn đó là vận may 30k. Đây, chỉ 30k nhận ngay một nick trắng thông tin từ 10 cho đến 84 tướng, 70% ạc có đá quý hoặc là ngọc 90, 30% là ạc thường. Ở đây thì có rất là nhiều mã số cho tất cả các bạn có thể lựa chọn. Các bạn hãy lựa chọn cho bản thân đó là một con số may mắn, một mã số may mắn để các bạn có thể thử vận may bản thân nha. Mình sẽ lựa chọn luôn đó là tài khoản này. Và sau đó là mình sẽ check thông tin tài khoản mật khẩu, sau đó là vào trong game để test cho người. Đây là thông tin tài khoản mật khẩu nha mọi người nha. Ok, và tiến hành vào game nè. Hiện tại thì mình đang nhìn thấy một cái lượng vàng ở nick này, đó là 8.995 vàng, 3.987 ruby. Uầy, về cái ruby là khá nhiều các bạn ạ. Nhưng mà tướng và trang phục, tướng 83 trang phục 100. Với 30.000 thử vận may của bản thân mình, các bạn hãy thử trên shop gthu.vn của mình để có thể thử vận may của các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi cô nàng Wonder Woman, được coi là chị đại của Liên Cầu Bài. Khi mà nói là thiếu nữ thì không phải, tại vì Wonder Woman sở hữu cho bản thân đó là một cái cơ bắp vô cùng là chắc chắn. Cơ bắp cực kỳ to các bạn ạ, cái gì cũng to luôn. Và đặc biệt thì mình đã phải mất một khoảng thời gian khá là lâu để có thể thuyết phục đồng đội cho mình đi rừng với vị tướng này. Cho tất cả các bạn xem qua về sức mạnh của Wonder Woman. Thật sự là các bạn ít người chơi với Wonder đi rừng, tại vì đây phong cách nó khá là dị. Thật ra thì Wonder đi rừng thì rất dễ bị cướp rừng thôi, nhưng mà được cái các bạn có thể nhìn thấy là tốc độ đi rừng cũng nhanh. Nào, chưa gì đánh nhau thế này rồi, mình chưa lên được level 4, mình tới thì đồng đội lại chạy. Thôi, thôi chịu thôi, không đánh được thì mẹ đông lắm, chịu thôi. Thôi nào, bây giờ mình cần phải đi farm để lên được level 4 cái đã. Trong video clip này thì mình sẽ cho mọi người xem qua sức mạnh của Wonder đi rừng, và kèm theo là thông báo cho mọi người về sức mạnh của cô nàng này trong phiên bản tới. Rất vui khi mà vị tướng DC này được tăng sức mạnh trong phiên bản tới với kỹ năng thứ nhất và kỹ năng thứ ba. Lát nữa thì sẽ cho mọi người xem qua chỉ số nha. Đó, đi rừng rất nhanh đúng không? Farm xong cái là bắt đầu đi đảo đường hỗ trợ team ngay. Hiện tại thì team mình đang bị thất thế một xíu khi mà mất đến 3 mạng rồi. Em tới đây, sử dụng chiêu 2 chuẩn xác thôi, chúng ta móc được vào và chúng ta sẽ làm ngay mạng của Violet một mạng. Nào nào, kéo tiếp. Đi đâu mà vội mà vạc, mà vấp phải đá mà quáng. Ôi dồi, chết rồi. Thôi, xong rồi lượm ơi. Thôi lần này toang rồi. Mình thế này mình không thể chạy được các bạn ạ. Bây giờ nó đuổi thế này thì hết chạy luôn. 1 năm. Người ta gọi là khởi đầu không được xuân sẻ. Thôi thông báo luôn mọi người sức mạnh nha. Đầu tiên với sức mạnh của Wonder Woman, kỹ năng thứ nhất, khiên kiếm liên kích. Sát thương của khiên là 40 cộng 40 mỗi cấp chiêu, cộng 0.6 công vật lý, cộng 5% máu tối đa kẻ địch. Đây là trước khi thay đổi. Và sau khi thay đổi thì sát thương khiên cộng 0.85 công vật lý, cộng 4 cho đến 9% máu tối đa kẻ địch, được tăng khá là nhiều đến từ kỹ năng thứ nhất. Và kỹ năng cuối cùng của vị tướng Wonder Woman cũng được tăng, đó là sát tay thần kỳ. Đang có Zena này. Đâu, King Cross ra hỗ trợ mình cái đi. Có chiêu cuối là phải kích quạt liền. Chết rồi, thằng nào chả chết rồi. Xiên một phát. Trời ơi, nó vẫn chạy được kìa. Ủa nào, Quyền Vương. Trời ơi, kỹ năng gai của mình sắp hồi rồi. Chỉ cần kéo nhẹ nhẹ thôi là Quyền Vương. Đi đâu, lại đây.
Đó, và mình có một mạng hỗ trợ nữa. Cướp, tranh thủ cướp nhanh nha, mình sẽ... cho rồi. Murat có xíu máu thôi. Bắt cái bóng của nó nha. Đâu rồi? Anh làm gì? Anh làm cái trò hề gì ở đây? Chết. Không chạy được đâu. Xải tay với kỹ năng thứ nhất của Wonder nó cũng rất là xa. Chỉ cần tận dụng được chiêu 2 kéo chuẩn là các bạn sẽ có mạng ngay. Mình xin cái con bùa nhẹ nhẹ. Bắt Murat nè. Chạy đâu? Chạy đâu sâu, kéo tiếp. Ôi trời ơi, khống chế liên hoàn. Giờ chỉ là ép trụ thôi. Bảy mạng. Giờ bây giờ mình sẽ tiến hành lên, đó là trang bị kháng phép cho người nha.
Trang bị kháng phép bây giờ thì các bạn có thể lựa chọn hai trang bị, huân chương Choi hoặc là giáp Gaia. Nhưng mà mình lựa chọn cái huân chương Choi để mình có thêm cả giảm thời gian hồi chiêu. Như vậy thì mình sẽ xiên được liên tục hơn. Tiếp tục trang bị tiếp theo mình sẽ lên đó là kiếm Uramasa, tăng thêm khả năng xuyên giáp nha. Và sau đó là trang bị cuối cùng là giáp bông bệnh. Lên như thế này các bạn thấy là một chút công, một chút thủ nó kết hợp với nhau, tạo ra một chất tướng hủy diệt. Cái tâm này ngán ai nữa đâu, tập trung chơi Violet trước nha. Violet ơi, đi đâu, có kéo đi rồi, hết đi. Trời ơi, bắt phát nào, hết sảy phát đấy. Tiếp tục kéo, đó, đấy. Trời ơi, kéo là cứ phải chuẩn các bạn ạ, nó cứ phải chuẩn. Ui, mình sắp ăn được 10 mạng rồi. Một mạng nữa tôi là được 10 mạng. Thật sự là bây giờ team bạn nhìn thấy mình, nhìn cái vạch máu thế này cũng thấy ngán rồi. Ép luôn cái trụ này đi bạn ơi. Rồi, sau khi lấy trong trụ thì chúng ta nên tập trung vào những mục tiêu lớn như là rồng, hoặc là cướp sạch quái rừng của team bạn. Đặc biệt là trong trận đấu này không cho Murat lớn. Murat team bạn trong trận đấu này mình đang cảm thấy phế rồi, chứ còn Murat xanh là hơi mệt. Có quái là chúng ta cứ cướp thôi để cho nó bớt ảo ảnh chạm nha. Chứ còn Murat mà nó có quái xong rồi nó ảo ảnh chạm đấy, đây có bùa xanh, trời ơi. À đâu, mình xin lỗi, bùa đỏ ạ, nhầm. Ép luôn. Team bạn giao tranh đường dưới thì chúng ta cứ ép đường trên. Hình như là không có ai về thủ à. Thôi xong, tình hình này là mình lấy được một đường lý siêu cấp rồi. Cứ tập trung đẩy thôi, đừng có ham hồ đánh nhau nha. Ép luôn cái trụ này. Không có ai về thủ trụ luôn, team bạn mất 3 người rồi. Úi dồi ôi, còn hai tình yêu máu này rồi, về nhà thủ trụ thì cũng bó tay. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc được trận đấu tại đây các bạn ạ. Kết thúc được trận đấu tại đây nha, làm nốt mạng quét sạch nè. Không phải quét sạch, tại vì là Violet ra rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi. Đây là sức mạnh của con Uman, và trong phiên bản tới được tăng sức mạnh khá là nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại, bye bye. Chương trình ưu đãi đặc biệt tặng ngay một chiếc áo thun trị giá 268k khi mà các bạn mua một áo nỉ hoodie liên quân. Và khi mà các bạn mua combo hai áo thun thì các bạn sẽ được nhận ngay đó là một chiếc áo thun tùy chọn với giá trị không đổi. Mua combo hai áo nỉ các bạn sẽ được nhận ngay đó là một đôi giày thể thao. Chương trình khuyến mãi trên shop G Thủ bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11. Hãy nhanh tay truy cập trên shop gthủ.com.